đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đem đôi vợ chồng. Theo em về phố chờ thính đang, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đem đôi vợ chồng. Theo em về phố chờ thanh thang, trên con đường nắng đổ tràn tràn, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Bằng mùa xuân và tình yêu thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Rất tình yêu mùa xuân là cái én và sự đâm chồi nảy lọc của cây cối. Thế đó cũng là sự sinh truyền của trái đất quay xuống mặt trời. Thế còn chân hương của chúng ta thì làm sao? Có những đôi trai gái họ yêu nhau để rồi họ lấy nhau và xây dựng với nhau một mái ấm gia đình. Thế đó cũng là sự tuần hoàn của tạo hóa. Thế còn nói đến cô dâu và chú rể Quốc Cường và Mai Loan ngày hôm nay đã được sự vun vén vỗ về của hai bên hai gia đình, hai dòng họ, và đã được sự nhất trí của chính quyền địa phương đã đăng ký và cấp giấy kết duyên cho em. Nói chung mọi thủ tục đã được hoàn tất. Song theo phong tục của người Việt Nam là sau khi cô dâu và chú rể đã trở về hôn trường nhà trai phải được ra mắt của quan viên bốn họ. Xin vào đồng lòng bàn tôi chất trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em hãy đứng lên để cúi chào và ra mắt quan viên bốn họ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, đúng là biết nhà nhiều thùa bao giờ. Bao người anh
anh đợi em chờ bấy lâu, hôm nay đã thành rể thành dâu. Nguyện ước đôi lứa thỏa câu nguyện thề, người ơi người ở đừng về. Em nắm hoạt áo anh để câu thơ, mấy mùa anh đợi em chờ. Ngày vui hạnh phúc bây giờ là đây, ngượng ngùng hoa cưới trên tay, mà đôi ta còn ngỡ như ngày trong mơ. Và xin chúc với hai bạn trẻ, giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi. Xin mời cô dâu và chú rể tiến lên trung tâm sân khấu của chúng tôi ạ. Và không thể thiếu những tràng pháo tay rộn rã từ phía quý vị lớn lên chút nữa đi ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Và xin mời các nhiếp ảnh gia to nhỏ của chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để ghi lại những bức hình đẹp nhất ngày hôm nay với đôi tân lang tân nương của chúng ta, những nụ cười rạng rỡ và hình ảnh lộng lẫy của cặp trai tài gái sắc. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, chúng tôi trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta cùng chuẩn bị để thực hiện tất cả những nghi lễ đẹp mắt nhất ngày hôm nay. Và trước tiên, xin mời cô dâu và chú rể quay 90 độ vào nhau ạ. Với một chiếc nhẫn nhỏ xinh, kể từ ngày hôm nay họ sẽ nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Kể từ ngày hôm nay, thì gừng cây muối mặn, Trường ơi, Loan ơi, xin đừng quên nhau. Và nhẫn đã trao tay rồi, sao chỉ thấy nhìn mà chẳng thấy vỗ tay gì cả? Vâng, và cái thân mến và toàn thể hội trường và chúng ta đã vừa chứng kiến cô dâu và chú rể đã làm thủ tục chào nhẫn cưới cho nhau đúng không ạ? Vâng, và cái thân mến và Thanh Tuấn và Trường Sinh ngày hôm nay là những cái làm chương trình. Và đặc biệt hơn nữa thì Thanh Tuấn đã gặp chú rể Quốc Cường từ buổi tối ngày hôm qua. Cô nói rằng là anh Tuấn ơi, ngày hôm nay phụ thể xin trân trọng đi mời và xin mời bốn cánh tay của chúng ta sẽ cùng chung tay ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Xin mời hai bạn cùng tiến sang tháp ly hạnh phúc để cùng chung tay rót rượu. Vâng, và ngay sau đây thì những cái làm cho chúng tôi xin trân trọng đi mời bố mẹ thân sinh cho chú rể ngày hôm nay và bố mẹ thân sinh cho cô dâu trân trọng trở lên sân khấu để cho trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ làm thủ tục rót rượu tạ ơn. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, và ngay sau đây những cái làm cho chúng tôi xin trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh cho chú rể và bố mẹ thân sinh cho cô dâu trân trọng trở lên sân khấu để cô dâu và chú rể sẽ làm thủ tục rót rượu tạ ơn. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, và kính thưa quý vị, các cụ ta có câu nói rằng là châu tan vỏ đồng ta, dù trong dù độc ao nhà vẫn hơn. Ngày hôm nay khoảng cách giữa gia đình họ trai và gia đình họ gái thật đúng là chẳng bao xa, có thể nói rằng là hàng xóm ạ. Và trên sân khấu của chúng ta lúc này có thể thấy rằng sự hiện diện không phải chỉ của một cặp đôi hoàn hảo mà tận tới ba cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi nào cũng rất là tuyệt vời, rất lồng lẫy ạ, trong trang phục của bố mẹ vợ, bố mẹ chồng và trong trang phục của những cặp tân lang tân nương. Và dưới nóng bầu không khí tại căn phòng của chúng ta xua đi những giọt mưa ngoài kia chính bằng những tràng pháo tay và nụ cười rạng rỡ từ quý vị đấy ạ. Vâng, và giờ này cũng thay mặt cho ban tổ chức thì xin trân trọng mời thán phòng hoài phúc chúng ta cùng mời trở về nước và hướng đôi mắt xinh đẹp trở lên sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến cô dâu và chú rể đang tay trong tay rót rượu tạ ơn. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cô dâu sẽ cùng nâng những ly rượu hồng đó dành tặng cho bố mẹ chồng của mình và chú rể sẽ cùng nâng những ly rượu đó kính gửi tới bố mẹ vợ. Và còn lại là hai ly rượu của các bạn, xin mời. Vâng ạ, à, xin mời cô dâu chú rể chúng ta đứng giữa. Vâng ạ, à, hai bên gia đình của chúng ta thách sang hai bên để có những bức hình ý nghĩa nhất và đẹp nhất ngày hôm nay. Mời cô dâu chú rể chúng ta quay 90 độ vào nhau ạ. Hãy cùng cầm rượu bên tay phải. Hãy ngoắc tay vào nhau.
tay trái đặt vào eo của nhau ạ. Và xin mời anh Thanh Tuấn. Vâng, và kính thưa quý vị, và ngay sau đây những cái làm chương trình tôi xin trân trọng mời Thán Phòng Hoa Hạnh Phúc. Chúng ta cùng mời chầu mời nước và nổ lên những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho đại gia đình ngày hôm nay. Xin mời, chúng ta sẽ cùng ly rượu. Ly rượu tuyệt vời, ly rượu đại hỷ của hai bên gia đình, cũng như ngày hạnh phúc trăm năm của hai bạn trẻ Quốc Cường và Mai Luân. Xin gửi lời của toàn thể khán phòng kính chúc cho hai bên gia đình của chúng ta tình thông gia bền chặt. Chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc, trọn đời thủy chung. Xin cảm ơn sự hiện diện của hai bên gia đình, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng của Quốc Cường và Mai Luân. Và xin mời các quý vị lại trở về vị trí của mình. Cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ đây những đêm trắng thanh đầy mình không lẻ loi không u sầu nguyện cầu hai chảy ra một lòng thì kính trọng mẹ cha, làm sao cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, và ngày xưa cô dâu ở với gia đình thì được gia đình ông bà cha mẹ chỉ bảo chăm lo. Hôm nay cô dâu bước sang đò đại diện cha chú đôi câu dặn dò. Vâng, và ngay sau đây những người làm chương trình tôi xin trân trọng mời một vị đại diện gia đình nhà gái bác trở lên sân khấu có một lời phát biểu trước một trường. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác. Nồng nhiệt cho sự hiện diện của vị đại diện gia đình nhà gái ngày hôm nay. Kính thưa các cụ cao tuổi trong hai họ, kính thưa các ông các bà là cùng các anh các chị nam nữ thanh niên bầu bạn xa gần thân thiết nhất của hai cháu. Hôm nay là ngày vui, ngày mà hai gia đình tổ chức lễ thành hôn xây dựng hạnh phúc trăm năm cho Quốc Cường và Mai Loan. Đoàn đại biểu nhà gái chúng tôi về đây trong không khí vô cùng ấm áp, ngọt ngào trong tình cảm thật là đầm thắm. Lời đầu tiên, thay mặt gia đình ông bà ông Tuấn cũng như đoàn nhà gái chúng tôi xin trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, công các bà, các anh, các chị đã bớt chút thời gian vàng ngọc về đây dự buổi lễ thành hôn xây dựng hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Kính thưa hồi hôn, tới giờ phút này các cháu đã nên vợ thành chồng, uyên ương sum họp tình vàng đá, để rồi ngày mai sẽ nở hoa hạnh phúc và kết trái tương lai. Các cháu đã có trọn vẹn hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay thân thương nhất của đông đủ bạn bè, họ hàng, gia đình, quê hương yêu dấu. Xin chúc các cháu có một sức khỏe dồi dào, luôn luôn phấn đấu để mãi mãi là trai thật tài, gái thật đảm, mãi mãi là dâu hiền rể thảo. Kính thưa hồi hôn, hôm nay cháu Loan được về làm dâu con gia đình ông bà ông Luân. Trong lòng các cha mẹ, các con dù lớn khôn bao nhiêu vẫn là rất là bé bỏng. Chúng tôi mong gia đình tạo mọi điều kiện giúp đỡ các cháu, chỉ cho các cháu từng đường đi nước bước để các cháu hoàn thành tốt làm người dâu, người vợ hiền của cháu Cường. Kính thưa các cụ, công các bà, các anh, các chị, thế là chúc cho các cháu có một tình giữ mãi, ngọn lửa tình yêu bừng cháy để hạnh phúc của các cháu thật êm ấm, thật ngọt ngào, thật nồng thắm. Hạnh phúc của các cháu ngọt ngào đó là niềm, là nhịp cầu thân thương nhất, kết dính keo sơn tình cảm hai gia đình, hai dòng họ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các cô trong họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Chắc chắn rằng sau khi buổi lễ thành hôn của các cháu thành công tốt đẹp, đoàn nhà gái chúng tôi sẽ ra về chia tay nhà trai rất là bị lưu luyến sao xuyến vâng khuâng, mang theo về chắc chắn sẽ đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Xin chúc hồi hôn thành công tốt đẹp, chúc các cô công các bà các anh các chị có một sức khỏe dồi dào, gia đình thành đạt, đầy ắp niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Đường nào vào tiếng đầm ái ân, là đường vào những thứ lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, cô hoa vàng phù đường mòn lối chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cảnh hoa tươi trong gió cây sao vô, để muôn đời mình được gần nhau nhé. Bài cho mẹ vui.
Vâng, và kính mến và cũng kính truyền lời mời của ban nắm tươi thì xin cho chồng cái mời khán phong hoa hạnh phúc, chúng ta cùng mời chồng mời nước và không quên nổ lên một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho đại gia đình ngày hôm nay. Xin cảm ơn tới sự hiện diện của bố mẹ chồng, mời đoàn bố mẹ thân sinh là chú rể Quốc Cường và xin mời hai ông bà lại trở về vị trí của mình. Sau phần trao quà của bố mẹ, chúng ta trân trọng kính mời gia đình anh trai sẽ cùng hiện diện trên sân khấu ạ. Vâng, anh em thì như thể tay chân, như thể khúc ruột trên và khúc ruột dưới. Một ngày khởi đầu cho 100 năm hạnh phúc của hai em. Anh chị có món quà nhỏ, chúc cho hai em được chân cứng đá mềm trên con đường xây dựng hạnh phúc và tương lai. Và xin được chuyển lời của Quốc Cường và Mai Loan. Xin cảm ơn tới những món quà đến từ phía gia đình thân yêu. Và chúng con xin hứa sẽ sớm xây dựng được một bệnh. Thưa các cụ, thưa ông, các bà, cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của đôi bên gia đình, kính thưa toàn thể huân trường, qua một thời gian tìm hiểu được sự nhất trí của đôi bên gia đình, hôm nay gia đình ông bà ông Luân và gia đình ông bà ông Tuấn đã tổ chức thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, cho phép tôi được gửi lời chúc tất cả các cụ, các ông, các bà lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ có một niềm vui hạnh phúc tràn đầy sức sống. Kính thưa các cụ, để chung vui hạnh phúc cho các cháu, và kể từ giờ phút này gia đình họ trai chúng tôi xin hoàn toàn chấp nhận và nhận cháu dâu đã là dâu con trong gia đình và sự dạy dỗ của gia đình Bắc Luân.